Một chiếc xe đạp phía kia rất là Mỹ nhưng mà cấu hình thì rất là Trung Quốc nha anh em nhé. Một xe đạp Kali R1.5 nhé. Mình thấy anh em rất là ít đi chiếc xe đạp như thế này nhưng mà nó cấu hình khá là ok đấy chứ anh em ạ. Đây, một Kali R1.5 đây, khung nhôm này và bản khung rất là to này. Đấy. Đấy, Mỹ này, nhìn này là thấy Mỹ rồi còn chưa gì nữa. Và bộ trang bị bô tang ghi đông 31.8 này và có sẵn phanh cho anh em luôn nhá. Nhưng mà đây như mình nói ban đầu ấy, cấu hình đây hấp xanh phu này, quay nhìn trong nhỏ này thôi như là 46T anh em ạ, của Sulen nha anh em nhé. Đấy, cũng như là khung 700C này. Đấy, nhôm nhá và có 2 lip, đây là lip 18T anh em ạ. 2 lip, lip sống, lip chết này. Và đây, bản lốp 700x28C của Chao Giang và vành Kali 2 lớp. Hiện tại đây đang là size M đây anh em ạ. Tuy nhiên là giá khung của nó cũng không quá cao đâu. Anh em hạ yên xuống cái là anh em tầm khoảng 1m5 đổ lên là đi được size M luôn anh em ạ. Giá thì hơi sương sương hơn 5 củ cơ anh em ạ.